Mình xin chào quý anh chị luôn nha. Thì ngày hôm qua thì mình có quay mình nói mình trúng trặc thì mình cũng quay lại cho anh chị mình xem. Đó, đêm giờ thì ngày hôm nay á thì cái ngày 14 tháng 12 2023 này. Đó. Đây Phú Yên, kiến thiết Phú Yên thì con số 4 tóm đào. Thì hôm qua em để 11 tà thì em bón hôm qua em chỉ 90 tà thôi. Đó, đề phụ là 40 tà, đề chính 50 tà. Thì trong đó em lấy em để lại trong đó có số 4 tốt, có 72 nữa anh chị mà em chưa kịp qua, khách nó lấy một sắp mất rồi. Không biết 32 còn ba số. 32 cuối thôi em nhớ, 32 cuối thôi, còn mấy số kia có trúng không mà này, em không biết nha anh chị. Đó, thì em cũng trúng được con 4 tốt. Thì em lấy 11 tờ. Thì trong đó em sẽ được 100 ngàn thì em vẫn lỗ 10 ngàn. Thấy không? 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, tôm 9 10 11 đó. Đây anh chị Phú Yên qua em lấy đây tôm lam này, 02 này, Đắk Lắk ấy nha, 53 này, 67 này, 06 này, 20 này, 94 này, 42 này, 39 này, 11 này, có 4 tôm mà vô được con 4 tôm này thôi anh chị. Rồi đó, vô được cái con bún tóm thôi. Rồi bún tóm đây nhanh chạy, vô được con bún tóm đây đó, ngày 4 tháng 12 con bún tóm vẫn lỗ 10 ngàn nha chạy, mua một tờ vẫn lỗ 10 ngàn. Thì ngày hôm nay em cũng có đổi số cho người ta tới đậu này 5 tờ nha anh chị. Phú Yên ngày 27 tháng 11 thứ hai nè anh chị. Phú Yên này kiến tóm này 500 ngàn em đổi cho người ta nè anh chị, 5 tờ đó. 5 tờ nha anh chị. Đó, 5 tờ Phú Yên con tóm 5 tờ 500 ngàn á, ở đây 500 ngàn. Còn tờ trước đó em trúng, ngày nay em đổi 3 tờ thôi, còn tờ 43 em chừa lại đây đó. Rồi để ngày mai thì em có lấy số đang lát nha anh chị này, 2 tóm 7 tóm 35 em lấy quăng nôm nữa nè, 9 tóm 5 143 nha. Mà em lấy tiếp 43 nha anh chị. Ngày nay em cấy cái con bông tóm này 5 tờ mà em lấy con tờ thôi, còn có khách lấy mấy tờ nữa vẫn còn chưa ở lại nha anh chị. Rồi em mở quăng bên đây để lộn xộn. Rồi thì số ngày mai thì sẵn em quay số ngày mai cho anh chị mình xem luôn nha. Rồi số ngày mai nha anh chị, đó cũng ít chứ không nhiều. Đó, bông tóm em lấy nè, bông tóm này nha anh chị, bông tóm này, bông tóm nè. Rồi 11 này nha anh chị, 11 này đây là lát nha, thứ ba nha, 72 tiếp này nha anh chị thấy không, 72 nè. Tiếp theo dưới này 67 nè, 05 nè, 02 nè, 17 này, 35 này, số 35 nãy em lấy số 35 này, 59 này, 90 này, thật lát đâu đây 20 tà 26 40 tà quấn nôm này, 43 này, 16 này anh chạy 16 ha. Nhiều người mua nhiều lắm anh chạy, mua nguyên sách này 20 tà lá hết luôn, nhiều người mua vậy đó. Rồi cảm ơn quý anh chị theo dõi video của em nha. Anh chị nào mua vé số ở gần khu vực em đi ngon chỗ cây xăng dầu Tình Đông đó, anh chị mua vé số thì hãy điện cho em số điện thoại 0968634712 nha anh chị, em giữ số cho anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị luôn nha, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Đó, chúng nhỏ nhỏ kẻ chúng nhỏ nhỏ có giống chơi cũng được nha anh chị, đi đâu ngày nào thì đêm có ngày gặp ma thôi. Đó, biết nào cái giá số mà anh xui thì đêm có ngày gặp ma, ăn trộm cũng có ngày bị bắt không đó, vậy thôi buồn ba tí có ngày cũng bị bắt thôi, giá số cũng vậy, mua miết có ngày cũng bị bắt thôi, trúng số thôi ha. Và cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha, chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài, chúc anh chị một đêm ngủ ngon nha, chúc gia đình hạnh phúc. Tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.